Em xin chào tất cả các bác yêu lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay mời các bác ngắm cái giò đùi gà tròn, gà đột biến không họng nhé các bác nhé. Đẹp chưa các bác? Cái này hoa em kích thì nó nở được khoảng tuần này. Hoa cực kỳ thơm các bác nhé. Gà không họng đột biến này các bác này. Đấy. Họng nó trắng tinh nhé, mũi nó hơi phớt phớt hồng một chút này. Rất là đẹp này. Kích có 6 thân thôi mà nó nở rực rỡ như này các bạn này, còn hơn chục thân nữa này. Đấy, còn hơn chục thân, hoa thơm lắm các bạn. Gà hoa thơm thật. Đấy, mã số 1 nha các bạn nha, của em có giá là 800.000, 800.000 cho mã số 1 nha. Cái hoa này về thì các bác đến tay các bác thì chắc nó cũng tàn rồi. Nó còn đây này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nó còn gần 20 thân nữa nhá. Cả to cả nhỏ còn gần 20 thân nữa nhá các bác nhá. Đấy. Gà không họng, gà đột biến đấy các bác. Cái dòng hoa rất là thơm luôn. 800.000 cho mã số 1 nhá. Số 2 này các bạn này, một giò kiểu vàng rất là to luôn nhé. Số 2 nhé, kiểu vàng nhé. Có giá là 360.000 nhé các bạn nhé. Một giò kiểu vàng to như này nhé. Đấy, 360.000 cho mã số 2 nhé các bạn nhé. Mã số 3 này các bạn này, một giò trâu này, trâu rừng này. Đang bắt đầu sưng nụ nhé. Hai cây như này. Đấy. Em bán cho các bác với giá là 280.000. Bán rẻ cho các bác một đơn nhá. 280.000 cho mã số 3. Mã số 4 này các bác này, VIP chưa? Cây các bác nhìn chất cây đã đời nhá. Mã số 4 này. Đây này các bác này. Nhìn với VIP như này nhá, cũng hai cây đấy, mã số 4 nhá, của em có giá là 600.000 nhá, 600.000 cho mã số 4. Mã số 5 này các bác này, nhìn đã đời chưa đấy, các bác nhìn đã đời chưa. Mã số 5 này. Đấy, các bác nhìn sướng chưa? Có giá 700.000 nhé các bác nhé. Châu rừng nhé. Cái dòng châu rừng 700.000 cho mã số 5 nhé các bác nhé. Nhìn sướng đã luôn. Tiền nào của đấy các bác ạ. Mã số 6 này các bác này. Một giò tam bảo sắc như này nhé. Có giá 250.000. 250.000 tam bảo sắc nhé các bác nhé. Dễ nó ăn. 250.000 nhé các bác nhé. Cho mã số 6. Số 7 này các bác này. Một giò kim điệp xuân nhé. Kim điệp xuân hoa vàng, hoa rất là đẹp luôn. Mã số 7 nhé các bác nhé. Của em có giá là 200.000. 200.000 cho mã số 7. Kim điệp xuân mã số 8 này các bác này. 180.000 nhé. 180.000 cho mã số 8 nhé. Vẫn là kim điệp xuân. Mã số 9 này các bác này, một giò tam bảo sắc xếp như này nhé. Đấy, xếp đẹp như này nhé. Ba cây. Mã số 9 của em có giá là 200.000 nhé. 200.000, 3 cây như này nhé, cho mã số 9. Mã số 10 này các bác này, vẫn là trâu nhé, hôm nay em lên nhiều nhiều trâu tí nhé. Cái này có 1 nụ này, 2 nụ này, 3 nụ này, cây bên này 3 nụ nữa này các bác này, 6 nụ nhé. Mã số 10 của em có giá là 550.000.
550.000 nhé các bác nhé. Cho mã số 10. Mã số 11 này các bác này, một giò trâu trắng nhá. Cũng đang nụ này, một nụ này, hai nụ này. Hai nụ. Cây bên này cũng hai nụ, là bốn nụ này. Đấy. Mã số mấy nhỉ? Mã số 11 nha các bác nhá. Mã số 11 của em có giá là 600.000 nhá. 600.000 cho mã số 11 nha các bác nhá. Trâu trắng. Mã số 12 này các bác này, một trụ tam ở sắc to này. Đấy, mã số 12 nhá. Của em có giá là 550.000 nhá. 550.000 cho mã số 12. Đấy, một trụ to như này nhá các bác nhá. Mã số 13 này các bác này, một giò kiều vuông này. Mã số 13 có giá 350.000 nhá các bác nhá. 350.000 cho mã số 13. Mã số 14 này các bác này. 4 kg gà đột biến nhá các bác nhá, 4 kg gà lâm cánh trắng hồng đỏ hồng ba trầu nhá. Mã số 14 của em có giá là 400.000 nhá các bác nhá. 400.000 cho mã số 14. Mã số 15 này các bác này. Sơn thủy tiên nhá. 100.000 nhá các bác nhá. Mã số 15. 100.000. Ui giời ơi, siêu phẩm nha các bác nhá. Mã số 16 nhá. Ui giời ơi, một siêu phẩm này các bác này. Tam bảo sắc nhá. Cái này nó rơi vào khoảng tầm 1m3, 1m4 nha các bác nhá. 1m3, 1m4 gì đấy. Mã số 16 của em có giá là 1.200.000 nhá. 1.200.000 cho mã số 16 nhá các bác nhá. Nặng lắm. Tiếp theo này các bác này. Mã số 18 này. Mã số 18 này, một giò đen rô đỏ này. Đấy. Đen rô đỏ. Đang lên rất đẹp đấy các bác này. Có giá là 350.000 nhé các bác nhé. Cho mã số 18. Đen rô đỏ. 350.000. Mã số 19 này các bác này. Một giò long tu xuân nhé. Một giò long tu xuân này. Đẹp long lanh luôn. 300.000 nhé các bác nhé, cho mã số 19. 300.000, mã số 19 long tu xuân nhé các bác nhé. Mã số 20 này các bác này. Mã số 20, một bảng hàng vĩ này, nó đang xuống lá nhé các bác nhé. Nó đang chuẩn bị xuống lá rồi. Mã số 20 của em có giá là 500.000 nhé. Bảng hàng vĩ rất là đẹp. 500.000 cho mã số 20, hàng vĩ nhé các bác nhé. Rất đẹp luôn, đẳng cấp luôn. Mã số 21 này các bác này. Một giò hạc vĩ thiên cung lữ bố nhá. 180.000 nhá các bác nhá. 180.000 cho mã số 21 này. Hạc vĩ thiên cung lữ bố này. Đẹp long lanh luôn nhá các bác nhá. Mã số 22 này các bác này. Một giò trầm nhá, trầm tím nhá, mã số 22 có giá 200.000 nhá. 200.000 cho mã số 22, trầm tím. Mã số 23 này vẫn là trầm tím 6 thân đẹp long lanh này các bác này. 6 thân đẹp long lanh vẫn là trầm tím nhá. Mã số 23. 250.000 nhá các bác nhá. 250.000, đẹp long lanh luôn. Mã số 24 này các bác này. Mã số 24 nhá.
Đây là một giò giả hoa hồng đỏ nhé, hoa hồng đỏ nhé, 180.000 cho mã số 24. Hoa hồng đỏ 180.000 nhé các bác nhé. Mã số 24. Mã số 25 này các bác này. Mã số 25 này, đây là một giò kiểu mỡ gà nhé. Kiểu mỡ gà này có giá là 350.000 nhé các bác nhé. Cho mã số 25. 350.000. Mã số 25 kiểu mỡ gà, vàng óng luôn các bác. Mã số 26 này các bác này, vẫn là kiểu mỡ gà này. Cái này thì thân nó nhỏ nhưng mà nó nhiều thân hơn nhé các bác nhé. Mã số 26 của em có giá là 360.000 nhé. 360.000, nó thân nó nhỏ hơn cái kia nhưng mà nó nhiều thân hơn nhé các bác nhé. 360.000 cho mã số 26. Mã số 27 này các bác này, một bảng long tu xuân nhé. Bảng long tu xuân mã số 27 này, 220.000 nhé. Mã số 27, 220.000. Mã số 28 này các bác này, một bảng hoàng thảo vôi này. Một bảng hoàng thảo vôi này, 280.000 nhé các bác nhé. Cho mã số 28, 280.000. Hoàng thảo vôi. Mã số 29 này các bác này. Mã số 29 vẫn là hoàng thảo vôi nhé, cũng có giá là 300.000 nhé các bác nhé. 300.000 cho mã số 29 nhé. Đấy, đẹp như này nhé các bác nhé. Cái này thì em phải nói rõ với các bác là nó đang xuống lá nhé. Nó đang xuống lá thì về đến tay các bác là khi mà nó rụng lá, nó vàng lá thì không vấn đề gì đâu nhé các bác nhé. Đấy, 300.000. Số 31 này các bác này, một giò kiểu mỡ gà tiếp này. 350.000 nhé các bác nhé. 350.000 cho mã số 31 nha các bác nhé. Kiểu mỡ gà. Cái này thì trồng trên cái giớn nha các bác nhé. À, trồng trên cái cây tổ quạ nhé. Mã số 31 nhé. Đấy. 350.000 kiểu mỡ gà. Mã số 32 này các bác này. Đấy, một bảng long tu xuân như này nhá, cũng có giá 300.000. 300.000 long tu xuân nhé các bác nhé. Cái bảng đẹp long lanh này, nó đang xuống lá này các bác nhé, cũng có giá 300.000 cho mã số 32. Số 33 này các bác này, một bảng hoàng thảo vôi rất là dài này. Rất là dài. Nhưng mà cái này thì nó trụi lá thì nhá các bác nhá. Nó đang xuống lá thì mã số 33 của em có giá là 280.000. 280.000. Đấy. 280.000 nhá các bác nhé, cho mã số 33. Mã số 34 này các bác này. Đây là một cái tác phẩm nhá. Ba bảng nhá, ba bảng em ghép vào một nha các bác nhá. Ba bảng em ghép vào một này. Mã số 34 này. Của em có giá là 800.000 nhá. 800.000 nha các bác nhá. Ba bảng hoàng thảo vôi nhá. Đấy, 800.000 em ghép vào cái này thì nó dài nó khoảng 1 2. Nó dài khoảng tầm gần 70 cm nhá. Cái bảng này nó dài gần 70 cm nha các bác nhá. Có giá 800.000 nhá các bác nhá. Rồi, trên đây toàn bộ video nhà em có ngày hôm nay thì mong các bác ủng hộ nhé. Em xin chào tất cả các bác.